Mẹ ơi, mấy đứa nhà con đâu rồi ạ? Vừa mới cho chúng nó sang bên hàng xóm chơi rồi. Mà này, thôi tiện quần áo giày dép đấy mẹ nó xuống dưới nhà. Trả tiền cho cái tiệm tạp hóa Phương Híp đi. Chứ cái Sang lúc nãy nó vừa mới mua nước ngọt với xúc xích ấy, chưa có trả tiền đâu. Lần sau nếu mà các cháu có muốn mua đồ thì mẹ giúp con, mẹ cứ trả tiền trước ạ. Xong con về nhà con trả mẹ sau. Ô hay, mẹ lấy đâu ra tiền? Đấy, hôm nào đưa đón chúng nó đi ý, thì cũng lèo nhèo bắt bà mua hết cái nọ đến cái kia. Tưởng là ít nhưng mà gộp lại ý, thì cũng nhiều ra phết đấy. Mà bây giờ ấy, tôi ngoài lương hưu ra thì làm gì còn khoản thu nhập nào nữa đâu. Tiền tiết kiệm cũng chả có. Mấy ngày hôm nay lưng đau như dần ấy mà có dám đi khám đâu. Trong khi các cháu thì cứ bòn thôi. Chưa kể thằng So cứ ra đến ngoài đường là bắt bà cõng. Khổ quá cơ. Giờ khổ thì ai cũng khổ mẹ ạ. Nhà thì thêm người, mà lương của con với anh Đức cũng có thêm đồng nào đâu ạ. Bây giờ cái gì cũng đổ lên đầu con. Rồi chả lẽ con cũng tính toán chi li từng tí một. Chị nói như thế có nghĩa là giờ tôi đang ăn nhờ nhờ nhà chị thì đương nhiên tôi phải làm ô xin không công cho nhà chị chứ gì. Tôi phải trông nom bọn trẻ, chúng nó có bòn rút gì thì tôi cũng phải đáp ứng đầy đủ đúng không? Ôi dồi ôi, cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ con kể tháng kể ngày. Ôi dồi. Mẹ chờ con một tí ạ. Con cũng không có bao nhiêu, thôi mẹ cứ cầm tạm 2 triệu rồi trả tiền cho các cháu ạ. Chị cứ để đấy cho tôi. Thôi con xin phép con đi nấu ăn. Ừ. Mẹ, anh sang nhà mình chưa ấm chỗ thì hôm nay đã đòi tiền trông cháu với em. Anh thấy như thế nào? Ở nhà khác nhá, người ta có cháu thì bố mẹ vô vập để đòi trông cháu giúp cho con cái. Còn nhà mình thì... Nào anh nghĩ sao? Thôi, thì bây giờ mẹ làm gì còn xu nào trong người đâu. Ôi, em lo thu xếp đưa cho bà một ít được. Chứ bây giờ mẹ chả có đồng cắc nào trong người cả, kệ cũng khó thật chứ phải đùa đâu. Mà lần trước em bảo định thuê người làm theo giờ còn gì nữa. Thì trước sau gì mình chả mất tiền. Em mất tiền cho chuyện đấy nhưng mà em nhẹ được một việc. Bởi vì cái người mà em trả tiền đến làm, người ta không có mặt nặng mày nhẹ, không có cắm cầu cầu nhau với em cả ngày như thế. Bây giờ nhà của mình anh nhìn đi, loạn lên như thế nào rồi. Đấy là còn chưa nói đến cái việc thêm người vào trong cái nhà mình á. Tiền gạo, tiền điện, tiền nước, tiền cơm, cái gì cũng tăng. Nhưng mà em chưa bao giờ em nói một câu nào với mẹ anh với chị của anh nhá. Thế mà mẹ của anh đến đòi tiền từng giờ từng phút cái tiền trông cháu. Anh thấy như thế có được không? Em nói thật với anh, sức chịu đựng của em cũng có hạn thôi. Bao nhiêu năm nay em làm em e đầu e cổ ra em làm. Em kiếm tiền em nuôi con để cho nó học hành cho tử tế. Xong rồi còn gì trả nợ trả nần nữa, mệt lắm chứ. Bây giờ không chỉ là kinh tế khó khăn đâu, mà bây giờ đến cả thể chất, đến cả tinh thần, đến cả trí não của em nó cũng căng thẳng kiệt quệ hết cả. Anh hiểu không? Rồi chưa nói đến chuyện bà Thương nhá. Đến nhà mình chẳng giúp được cái việc gì cả, chỉ bày ra thôi. Còn mẹ của anh hở ra một tí bắt đầu măng nhức cầu nhàu mỉa mai, tỉa tót em. Bây giờ em hỏi anh, sống như thế, em nên sống như thế nào? Bình tĩnh đi rồi anh để anh tính. Anh tính như thế nào? Thì để mai anh đến anh hỏi xem anh em bạn bè em nó có công việc gì không thì anh làm thêm. Mà bí quá thì anh chạy xe ôm cũng làm sao đâu mà. Em nói thật là về lâu về dài không thể nào sống chung như thế được. Xa thơm gần thì thối. Bây giờ đã không hợp nhau thì chớ, xong rồi nhét chung vào sống trong một chỗ. Kinh tế thì hạn hẹp, chắc chắn là không thể nào không tránh khỏi va chạm. Rồi bây giờ anh nhìn thử đi, một mình em có chống đỡ nổi cả mẹ anh với chị anh phối hợp với nhau hay không? Đức, em bảo cái nhà mà bố anh định thuê, anh đặt cọc đi. Không sợ là bỏ không đâu. Đợi đấy, người ta chờ mình. Có người đặt cọc rồi. Trời ơi. Thế bây giờ mình đi tìm nhà khác. Xong rồi anh năn nỉ, người anh thuyết phục mẹ anh với chị anh dọn ra ngoài đi. Nói thật thì bây giờ nhá, đóng tiền cọc 3 tháng cũng mất mười mấy triệu à. Bây giờ mẹ lấy đâu có tiền? Mà bây giờ mình không thể nào thuê nhà khác xong rồi phủi hết trách nhiệm được. Gì thì gì trong nhà anh là con trai, là em trai. Bây giờ nhà có việc như thế, chẳng nhẽ mình không giúp đỡ gì à?
Ui, cố gắng lên thêm một chút nữa đi. Hai vợ chồng mình ký cóp, rồi khi nào dư giả ấy, sẽ thuê cho mẹ một căn nhà riêng. Lúc đấy mẹ sẽ ra ngoài ở riêng sau. Anh cũng biết là em không thoải mái gì, anh cũng thế mà. Nhưng mà thôi, em cố nín nhịn đi. Coi như vì anh, được không? Thì coi như bây giờ là em nín nhịn vì anh. Em mấy ít ra em cũng muốn biết là em phải nín nhịn đến lúc nào chứ. Làm sao có chuyện mà anh để cho vợ anh khổ lâu được. Thôi đi lên nhà đi, ngồi dưới này lạnh quá. Khiếp, tự nhiên lôi nhau xuống dưới này như đi hoạt động cách mạng ấy. Sợ thì... Thế đó, nhà mình bây giờ có khác gì bãi chiến trường không? Em bây giờ nhìn động chỉ toàn thấy bãi mìn với kiếp nổ. Mìn với gì? Lạc quan lên, lạc quan lên. Này, anh nói thật như vợ chồng mình như thế này là tận cùng nỗi khổ rồi. Kiểu gì ngày mai nó chẳng tươi sáng. Đó, lạc quan lên, lạc quan lên.